cơm tự thiện. Quay hả, quay hả? Dạ. Rồi. Thôi được chụp lại cái đâu, chụp lại đâu. Quay đem về đâu? Về đâu? Làm hả cô? Dạ, ngày nào cũng có. Ngày nào có hả? Sáng nào cũng có hả? À, tức là sáng ngày nào cũng có cả. Không, sáng không có, sáng thứ hai không có. Thứ hai tới thứ bảy. Ngày nào cũng có. Ồ, thế sáng nào còn ra đây ăn quá. Rồi ra. Cái này mình khoảng làm được bao nhiêu suất đây cô? Trăm mấy ạ. Trăm mấy suất một ngày ạ? À? Buổi hết chứ. Một buổi là bao nhiêu nữa hả? Dạ, một buổi khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? 8 giờ rưỡi phát tới 9 giờ, 9 giờ 15 xong hả? À, 9 giờ, 9 giờ 15 xong. 8 giờ. Chụp cái số xe kìa. Phát cái xe đó. Chào à. Hội từ thiện của chùa Bảo Vân họ ngồi nhờ.
các suất cơm đây thì là cơm chay, tuy nhiên thì nó có đầy đủ ở trong đó, thì đây là có đậu, có đậu khổ qua, đậu khổ qua, rồi các loại thập cẩm, có nhiều các loại canh suất cơm từ đấy. Ở đây là có cả cho đồ xay cái này lâu lắm thì em mới cho này chị. Quay nước mà nước mới cho nước bán. Cái này lâu lâu mới cho bầu mặn cái này đồ chay. À lâu lâu cho đồ mặn à? Đây là mình ở bên đơn vị nào đây ạ? Cái này là người xung quanh mới sớm. Cái này là xung quanh lối xóm cho thêm này. Cái này đồ đối mặt nhá. Lâu lâu cho. Nó ủ khổ thêm á. Bảo bạn cái lỗ.